Hello mọi người, theo như yêu cầu của các bạn thì hôm nay mình sẽ bắt đầu làm một cái chuỗi video giúp cho các bạn có thể tự học Excel cơ bản tại nhà và có kèm theo bài tập thực hành nha. Hôm nay mình sẽ vô bài 1, đó là thao tác cơ bản cho những người bắt đầu. Nếu mà bạn nào đang đi làm và đã biết những cái thao tác này rồi thì mình có thể bỏ qua bài 1 để mình qua bài 2 luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở file Excel nha mọi người. Rồi mình vô cái chữ sort ở đây nè, trong cái phần cuối cùng của cái thanh taskbar này, mình gõ chữ Excel. Đây, nó sẽ có cái chữ Excel app nó hiện ra ở đây ha mọi người. Nếu mà lần sau mình không muốn tìm kiếm nữa thì mình click chuột phải. Sau đó mình chọn pin to start bar thì lúc này nó sẽ gắn cái icon Excel này vô cái bar ở dưới đây nha mọi người. Đây, nó sẽ gắn vô đây ha mọi người. Còn nếu mà mọi người muốn chuyển nó ra cái màn hình desktop để mà mình vô nó nhanh hơn thì mọi người click chuột phải vô đây. Sau đó mình vô open file location ở đây. Rồi, ở đây nó có cái Excel đúng không mọi người? Mình click chuột phải nha. Sau đó vô phần show more option. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn cái phần là send to và mình send to ra desktop. Rồi bây giờ thì ở màn hình máy tính của mình nó đã có cái icon Excel này rồi nha. Mình có thể di chuyển tùy cái vị trí mà mình muốn ha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái file Excel này lên. Mình lướt vô đây luôn ha. Excel mà mình đang sử dụng ở đây là Excel 2019 nha mọi người. Đây là những cái file mà trước đây mình đã từng mở trong thời gian gần đây nó sẽ lưu lại. Mình sẽ vô blank workbook. Rồi. Mình lướt cho nó bự ra ha mọi người. Sau khi mà mình vô file rồi thì thường đầu tiên các bạn làm cho mình thì các bạn phải lưu cái file đó lại để mà khi mà trong trường hợp ví dụ như là mất điện, cúp điện, máy hư hay tắt máy đột ngột thì file của mình nó sẽ không bị mất. Thì để lưu file thì các bạn sẽ vô cái phần file ở đây. Sau đó các bạn sẽ chọn là save. Ở đây thì nó sẽ có những cái folder hay là những cái thư mục để mình lưu trữ lại thì các bạn sẽ chọn ha. Ví dụ như ở đây mình sẽ lưu cái file đó trên desktop chẳng hạn đi ha. Thì mình sẽ vô desktop. Bây giờ mình sẽ đặt tên file ha. Rồi ở đây mình sẽ đặt là Excel cơ bản cho người bắt đầu bài 1. Rồi nó sẽ lưu ra desktop nha mọi người. Mình sẽ bấm save. Rồi lúc này cái file của mình nó sẽ có cái tên ở đây. Và nó sẽ được lưu ra cho desktop này. Đây, cái này là cái file cũ của mình nha mọi người. Đây là cái file mới. Cái file... Rồi vậy làm sao để mình có thể mở được cái file mà mình đã lưu. Để mà mở cái file mà mình đã lưu thì mọi người cũng sẽ vô file. Sau đó mình sẽ vô open. Ở đây nó sẽ có nhiều file mình đã lưu. Thường nếu mà bạn mới mở thì nó sẽ hiện ở đây nè mọi người. Còn nếu mà nó chưa có mở ra thì mình sẽ vô cái ý mà mình đã lưu. Ví dụ như ở đây mình vô disk PC đi ha. Rồi, ví dụ như ở đây mình sẽ vô cái desktop. Hoặc là mình mở cái file hồi nãy mà mình mới lưu nè. Excel cơ bản cho người mới bắt đầu. Mình bấm open, nó sẽ hiện ra cho mình ha. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái bảng báo giá như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để có thể định dạng cái bảng báo giá này từ một cái form như thế này thành một cái form như thế này. Để mà mình có thể mình in ấn ra luôn ha mọi người. Rồi trước tiên thì mình sẽ vô cái phần là chỉnh phông chữ ha. Tất cả các văn bản của các bạn thì thường các bạn sẽ phải chỉnh phông chữ tùy theo các yêu cầu của văn bản mà các bạn chỉnh. Ví dụ như ở đây mình sẽ chỉnh là phông chữ Times New Roman là phông chữ chuẩn theo nghị định 30 để mà mình trình bày văn bản ha mọi người. Để chỉnh phông chữ thì đầu tiên các bạn hãy bôi đen cái vùng mà các bạn cần chỉnh. Ở đây là mình sẽ bôi đen cái nội dung này ha. Các bạn nếu mà muốn chỉnh cho toàn bộ bản tính thì mình sẽ bấm Ctrl A, sau đó thì mình sẽ chọn toàn bộ bản tính. Rồi, sau đó mình sẽ vô cái thẻ home nè. Vô cái phần phông ở đây. Nó sẽ có cái ô phông chữ ha, mình sẽ chọn ha mọi người. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn là phông phông này đi. Đây, nó sẽ ra như thế này. Mình chọn thử một cái phông khác ha mọi người. Đây, nó sẽ đậm như thế này. Các phông chữ thì không phải là phông chữ nào nó cũng sẽ hỗ trợ cho tiếng Việt đâu. Các bạn thấy là cái phông này nó không hỗ trợ tiếng Việt này, cho nên là cái chữ nào mà có dấu là nó sẽ không có được tô ha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ chọn lại và mình sẽ chọn phông chữ chuẩn là phông chữ Times New Roman ha mọi người. Times New Roman. Ở đây là mình chọn cho toàn bộ cái phần dữ liệu này. Còn nếu mà các bạn muốn là khi mà mình thêm hay sửa dữ liệu mình không cần phải chỉnh nữa thì các bạn bấm Ctrl A cho mình ha. Rồi sau đó mình sẽ bấm Times New Roman nè, mình bấm Enter. Đó. Phông chữ xong thì mình sẽ chỉnh tới size chữ nè mọi người. Ở đây mình chỉnh size chữ thì thông thường size chữ mà các bạn thường gặp nó sẽ là size chữ 12 hoặc là 13 theo nghị định 30. Còn các bạn muốn làm size chữ như thế nào đó là quyền của các bạn nè mọi người. Ở đây mình sẽ chỉnh size chữ là 12. Sau khi mà chỉnh xong phông chữ, chỉnh sai chữ rồi thì bây giờ các bạn thấy không? Cái chữ này mình không hiện rõ được thì các bạn sẽ chỉnh cột và chỉnh dòng, chỉnh kích thước làm sao để cho nó thấy cái dữ liệu. Thì đơn giản nhất, ví dụ như ở đây là cái cột số thứ tự này, các bạn thấy nó ok rồi ha, mình thấy rõ rồi. Mình thấy cái cột B này ha, trái cây nó không thấy hết chữ. Thì bây giờ mình sẽ kéo cái cột nó ra. Kéo cột nào á, các bạn sẽ kéo cái cột nó ra. Đây, ở đây mình sẽ kéo ra mọi người, đấy vẫn chưa hết luôn. Mình sẽ kéo ra tiếp tục ha, đó. Mình sẽ kéo làm sao cho nó vừa với lại cái cột này. Cách thứ hai các bạn không kéo mà các bạn sẽ click vô cái cột đó. Ví dụ như cái cột này ha, mình sẽ double click hai cái nè, 1 2. Nó sẽ tự động nó kéo ra cho cái cột này ha mọi người, đây. Đó. Cách thứ ba là các bạn thay vì phải làm thủ công như vậy thì các bạn hãy làm hết nguyên cho tất cả các cột luôn. Đây ví dụ như mình sẽ kéo cho cái cột này nó vô lại ha mọi người. Đây, đó. Rồi bây giờ mình sẽ bôi đen toàn bộ cái bảng này. Mình bôi theo chiều dọc nha mọi người. Rồi, mình double click thì tất cả các bạn nó sẽ tự động nó co cho nó vừa với lại cái kích thước
của cái dữ liệu bên trong mà dài nhất ha mọi người. Rồi sau khi mà mình chỉnh cái kích thước này nó rõ rồi, mọi người thấy là dữ liệu đã được hiển thị rồi ha. Xong cái phần chỉnh kích thước cột mà mọi người, bây giờ mình sẽ qua chỉnh kích thước dòng. Kích thước dòng thì thường ở đây thì nó dễ rồi, có những cái cột ví dụ những cái dòng nó sẽ rộng, có những cái dòng thì nó sẽ nhỏ, thì để mà chỉnh cho cái kích thước dòng thì các bạn cứ kéo vô đây thôi, các bạn kéo ngay vị trí cái dòng. Còn khi mà các bạn muốn chỉnh hàng loạt nha mọi người, ví dụ như các bạn muốn là tất cả các hàng này đều kéo xuống một cái kích cỡ giống nhau ha mọi người, đây mình sẽ tô đen tất cả các hàng mà muốn chỉnh, sau đó mình kích cho một cái hàng bất kỳ mình kéo ra như vậy đó, thì mọi người thấy là tất cả các hàng này kích thước nó sẽ bằng nhau ha. Rồi mình sẽ kéo lại cho nó gọn. Rồi tương tự như vậy với cột, các bạn cũng có thể kéo cùng một lúc bằng cách ví dụ như ở đây cái tên sản phẩm nè mọi người, mình muốn kéo cho nó bằng rộng ra, đây mình sẽ kéo như vậy đó. Thì ba cục này kích thước nó sẽ bằng nhau ha, khi mình kéo nhỏ lại như vậy nó sẽ lập tức là ba cục này nó đều nhỏ lại, mình kéo rộng ra ba cục nó sẽ đều rộng ra. Rồi ở đây mình kéo cho nó tương đối ra, mình kéo ba cục này như vậy nha mọi người. Rồi hai cái cục giá bán với số lượng mình sẽ để cho nó nhỏ lại một chút. Rồi ok, vậy là xong cái phần chỉnh kích thước dòng cột. Nhưng mà đôi khi trong những cái trường hợp như ví dụ các bạn thấy ở trên cái phần tiêu đề này mọi người thấy không, cái tiêu đề này nó dài quá, nó làm cho là cái phần này nó rộng ra, trong khi thực ra cái dữ liệu nó không cần thiết là phải rộng như vậy, thì các bạn sẽ xuống dòng cho cái tiêu đề ha mọi người. Rồi ví dụ như ở đây mình sẽ có hai cách xuống dòng, một là xuống dòng tự động là các bạn sẽ chỉnh cái ô này, sau đó các bạn click vô cái phần wrap text ở đây, đây nó sẽ xuống dòng tự động, ví dụ như các bạn kéo rộng ra thì nó sẽ như thế này, còn các bạn kéo nhỏ lại thì nó sẽ như này, còn nếu các bạn kéo nhỏ nữa nó sẽ thành là ba dòng đó mọi người. Đây, nó như thế này nè mọi người. Cái thứ hai là các bạn không có xuống dòng tự động mà các bạn sẽ xuống dòng có chủ đích, có nghĩa là các bạn xuống dòng tại vị trí mà các bạn muốn. Ví dụ như ở đây mình sẽ bấm tên này, mình muốn xuống dòng ở cái chữ tên sản phẩm mà, rồi mình bấm Alt Enter nó sẽ tự động nó xuống nè mọi người. Rồi mình muốn xuống dòng cho cái hàng nào thì mình xuống là mọi người, ví dụ như Việt Quốc này, mình bấm Alt Enter ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái này cho nó cân đối nha mọi người. Rồi tiếp theo mình sẽ đến cái phần kẻ khung nha. Thì kẻ khung cho cái bảng này thì bây giờ mình sẽ thu nhỏ xuống trước để cho nó dễ nhìn nè. Đây mình sẽ thu nhỏ đang là 100 xuống còn 90, mình sẽ chuyển xuống còn 80 ha. Sau khi mà các bạn thu nhỏ xong rồi thì các bạn sẽ bôi cái vùng dữ liệu mà các bạn muốn kẻ khung. Ở đây mình sẽ bôi cái dòng này ha. Rồi các bạn sẽ vô cho mình phần home nè, vô cái phần khung ở đây, các bạn sẽ click vô đây và chọn cái phần khung mà các bạn muốn vẽ. Ví dụ như đây mình sẽ chọn là on border ha mọi người. Đây lập tức nó sẽ cho mình một cái khung như vậy. Nhưng mà bây giờ cái yêu cầu của mình là mình không muốn kẻ cái khung đơn giản như vậy, mà mình muốn kẻ nó phức tạp hơn, giống như kiểu là những cái hàng ở bên trong nó sẽ là dấu chấm, còn cái viền bên ngoài nó sẽ là viền đậm. Như vậy thì bây giờ mình sẽ bôi đen lại toàn bộ cái khung ở đây ha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái phần là lifestyle, mình sẽ chỉnh là dấu chấm ở đây ha mọi người. Rồi sau đó mình sẽ vô đây mình bấm một cái thì lập tức là cái khung này nó chuyển tất cả thành dấu chấm ha mọi người. Rồi sau khi mà nó thành dấu chấm xong rồi, bây giờ mình sẽ muốn viền cho cái khung bên ngoài của nó thì mình sẽ bôi đen nguyên cái này, xong cái mình vô lifestyle này mọi người. Đó mình chọn lifestyle là cái đường kẻ đậm ở đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô đây mình chọn lại một lần nữa, mình sẽ chọn là cái khung ngoài là outside border ha mọi người. Đó lập tức là cái khung bên ngoài của mình nó được kẻ đậm, nhưng mà cái khung bên ngoài kẻ đậm là vẫn chưa đủ nha, thì đã kẻ cho cái đường dưới đây thì mình sẽ tô đen cái này, rồi sau đó mình bấm một lần nữa thì nó được kẻ khung rồi ha. Rồi nếu mà các bạn muốn border cho từng cột thì sao, mình sẽ vô từng cái cột một ha mọi người. Đây đó, sao mọi người giữ control cho mình nha, để mà mình tạo thành nhiều cái vùng khác nhau á mọi người. Đó rồi sau đó các bạn bấm một cái thì lập tức là những cái ô nó đã được tô đậm, thì đây là cái phong bản mà mình muốn ha mọi người. Sau khi xong cái phần này rồi thì mình sẽ qua cái phần là canh chỉnh dữ liệu. Mọi người thấy là cái dữ liệu nó hơi bị lệch lệch không, ví dụ như đây nè, đó thấy nó lệch không, bây giờ mình sẽ canh chỉnh cho nó bằng cách nào. Đầu tiên là các bạn sẽ chọn cái vùng dữ liệu mà các bạn muốn canh chỉnh ha. Rồi sau đó mình sẽ vô thẻ home nè, vô cái alignment. Trong cái alignment này thì bây giờ mình sẽ canh giữa cho phần tiêu đề ha. Đây các bạn sẽ chọn canh giữa, nó lập tức là cái chữ nó ra giữa. Nhưng mà nó còn một cái nữa là canh cho trên dưới nha mọi người, giống như là cái chữ này nè nó bị lật ở dưới, mình sẽ canh cho nó ra trung tâm nè. Đó thì mọi người nhớ là khi mình canh mình nhớ canh cho bên trên bên dưới và canh cho bên trái bên phải nữa. Còn ví dụ như nếu các bạn muốn canh giữa cho giá bán thì sao, mình sẽ bôi đen hai cái cột giá bán và số lượng tồn nè, mình bấm canh giữa ha mọi người. Rồi để cho cái bảng này nó đều nhau thì các bạn nhớ là chọn toàn bộ cái này, sau đó mình bấm canh giữa cho trên dưới để cái dữ liệu của mình nó không có bị lật lên lật xuống. Cột nhóm hàng, mã hàng và tên sản phẩm thì mình sẽ tiến hành mình canh lề trái, ở đây nó lề trái sẵn rồi nè, nhưng mà nếu các bạn muốn canh lề trái các bạn sẽ bấm vào đây, nó sẽ canh lề trái. Muốn canh lề phải các bạn bấm vào đây, nhưng mà thường ít khi nào mình canh lề phải, mình thường là canh lề trái. Rồi sau khi mình canh giữa xong thì mình sẽ tiến hành mình tô đậm tô nhạt cho cái bảng này để dữ liệu nó hiển thị rõ hơn. Ví dụ như ở đây các bạn sẽ bôi đen cái phần tiêu đề, thường là mình sẽ được in đậm đúng không, mình bôi đen nó xong cái mình sẽ in đậm bằng cách là mình vô home nè, mọi người thấy không, chữ B có nghĩa là bôi là in đậm, cái này là in nghiêng nha mọi người, italic
Còn cái này là U là underline, thì mọi người thấy là ở đây nó sẽ viết cái phím tắt cho mình luôn nè. Bold là in đậm, các bạn bấm vô nó sẽ thành in đậm. Các bạn bấm thêm một lần nữa nó sẽ trả về bình thường. Còn ngoài ra các bạn có thể bấm cái nút tắt là Ctrl B ở đây ha, bấm Ctrl B nó cũng sẽ in đậm luôn. Ctrl Y thì nó sẽ in nghiêng nè. Và bấm U thì nó sẽ gạch dưới ha. Rồi nếu mà các bạn bỏ cái nào các bạn bấm lại vô một lần nữa thì nó sẽ bỏ cho mình ha. Rồi ở đây thì mình chỉ in đậm thôi. Cơ bản tính thì mình cũng sẽ in đậm luôn nha mọi người. Hồi nãy thì mình quên cái size chữ của cái bảng tính này, thường thì mình sẽ để nó khoảng là 18 mà mọi người. Đây. Rồi ok. Đây là một cái bảng tính đã được làm cơ bản ha. Rồi tiếp theo mình sẽ tô màu cho dữ liệu và ô tính. Thì để mà tô màu cho cái, thường là mình tô màu để cho nó rõ hơn cái phần tiêu đề với lại cái bảng của mình nhìn nó đẹp hơn đó, mọi người. Thì để tô màu thì mình sẽ vô cái phần ở đây nè, form này nó sẽ có phần tô màu. Cái show này là nó sẽ tô cho màu nền. Còn cái chữ A này nó sẽ tô cho cái màu chữ ha. Rồi ví dụ như ở đây mình sẽ tô màu xanh dương cho ô tiêu đề và cái chữ nó là màu trắng, thì ở đây màu xanh dương nè đó, mình sẽ bấm cái này mình tô ha, mình sẽ chọn cái chữ là màu trắng ha mọi người. Rồi cái nền mình sẽ để là nền màu xanh dương, mình sẽ xanh này ha. Đây thì như mọi người thấy là mình sẽ có được một cái bảng của mình nhìn nó sẽ đẹp hơn, nó đỡ trống trải hơn ha. Cuối cùng là các bạn sẽ trộn ô. Thì trộn ô là sao, có nghĩa là các bạn sẽ hai một cái ô này, thay vì nó là hai ô như thế này nó hiển thị đúng không, thì các bạn sẽ trộn lại với nhau. Ví dụ như các bạn báo giá nè, thường là người ta sẽ trộn trộn hết tất cả những ô này lại với nhau, và khi các bạn trộn ô thì những cái dữ liệu đằng sau nó sẽ mất nha, nó chỉ giữ lại cái dữ liệu của cái ô đầu tiên ở bên trái thôi ha. Mình bấm mở nè, đó nó sẽ ra cái chữ bảng báo giá, rồi mình sẽ kéo cho nó rộng ra một chút xíu ha mọi người. Đây là cái chữ bảng báo giá nè mọi người thấy không, mình canh trên dưới cho nó đều nhau nè, canh giữa cho nó nè. Rồi vậy là cơ bản là mình đã hướng dẫn cho các bạn định dạng xong một cái bảng báo giá. Thì đối với các bạn này, khi các bạn in vô nó sẽ có form như thế này nè, những file nhé, blueprint đây. Khi các bạn in vô nó sẽ có một cái file như thế này. Trong những cái bài sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để có thể chỉnh cái file in thì cho nó đẹp hơn. Còn như tạm thời đây là mình chỉ làm trên Excel, mình sẽ hiển thị cái dữ liệu file ra như vậy thôi ha. Các bạn có thể kéo ô xuống tự này nó rộng ra một chút ha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình đặt tên cho cái sheet mà mình vừa mới tạo ha mọi người. Đây đang là sheet 1 đúng không? Để mà đổi tên cho cái sheet này thì mọi người sẽ bấm vô đây và gõ lại cái tên mà mọi người muốn. Ví dụ như ở đây mình sẽ để là B1.1, có nghĩa là bài 1.1 ha mọi người. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo ra một cái sheet mới để mình làm cho cái phần tiếp theo ha. Rồi bằng cách là mình vô dấu cộng ở đây nè, mình thêm một cái sheet mới vô. Và cái sheet mới này mình sẽ đặt tên là B1.2, có nghĩa là bài 1 nhưng mà là phần 2 ha mọi người. Còn nếu mà các bạn muốn sao chép sheet thì như thế nào? Ví dụ như ở đây mình muốn sao chép cái sheet B1 này ha. Rồi mình sẽ click chuột phải, mình vô phần Move or Copy ở đây. Rồi mọi người vô cái phần Create a Copy nha mọi người. Sau đó mình bấm OK. Lúc này nó sẽ tạo cho mình một cái sheet mới nè. Đây là B1.1 là sheet gốc ha. Còn cái sheet này ha, là cái sheet vừa mới được tạo, nó sẽ y chang hàm tất cả mọi thứ, nó giống y chang như vậy ha. Và rồi còn nếu mà các bạn không muốn sử dụng cái sheet này nữa thì các bạn click chuột phải cho mình ha. Sau đó mình vô cái phần Delete này để mình xóa cái sheet này đi nhé. Bấm Delete. Tiếp tục mình sẽ đến với cái phần là copy dữ liệu ha. Bây giờ mình sẽ qua cái sheet B1.2 này mình làm việc ha. Ở đây là một cái sheet trống, thì để mà tiếp tục làm thì bây giờ mình sẽ copy cái nội dung này, nguyên cái bảng giá này qua bên cái sheet B1.2 ha. Để mà copy bất kỳ một cái thông tin gì hết thì các bạn sẽ bôi đen cái phần mà các bạn cần copy ở đây ha. Sau đó các bạn sẽ click chuột phải, chọn cho mình là copy, mình click chuột phải, mình chọn dán. Ở đây là dán bình thường ha mọi người, nó sẽ copy hết tất cả các định dạng, nhưng mà có điều là cái chiều dài của cái ô này nó sẽ không giữ nguyên được. Nó có rất là nhiều cách để copy ha. Rồi nếu các bạn copy fast value, các bạn dán ở đây nó sẽ như vậy. Này nó sẽ có rất là nhiều cái ha, mình vô đây mình xem nè mọi người đó. Ví dụ như nếu các bạn muốn giữ nguyên độ dài của hàng và cột nữa thì các bạn sẽ bấm vô đây đó. Thì nó sẽ giữ nguyên độ dài của hàng và cột cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ xóa cái này đi ha. Rồi ngoài đây các bạn cũng có thể sử dụng phím tắt. Ví dụ như các bạn click chuột delay, thay vì click chuột phải và bấm copy thì các bạn bấm Ctrl C. Rồi các bạn vô cái sheet này, các bạn dán vị trí lại của nó ha, các bạn bấm Ctrl V cho mình đó. Thì mọi người ha, ở đây nó đang 100% nên nó hơi bự nha. Nhưng mà các bạn bấm Ctrl V thì nó sẽ giống như là cái click chuột phải mà vô cái này nè. Cho nên là để mà giữ nguyên cái bảng của nó không có thay đổi định dạng thì các bạn sẽ làm lại cho mình ha. Thay vì các bạn bấm Ctrl V thì các bạn sẽ click chuột phải. Sau đó mình vô cái phần Path Special nè. Đó. Mình sẽ vô cái phần là Keep Sort Column Reader, là giữ nguyên cái chiều dài của ô. Thì lúc này mình sẽ không cần phải định dạng gì hết nha mọi người. Tiếp tục mình sẽ đến với cái phần chèn hàng và chèn cột. Và thông thường khi mà các bạn làm bảng xong thì các bạn sẽ phải chỉnh sửa. Tùy theo các yêu cầu của công việc các bạn sẽ chỉnh sửa khác nhau. Ví dụ như bây giờ mình sẽ làm cái phần chèn hàng chèn cột ha. Mình sẽ chèn một cái cột thời gian nhập hàng ở bên trái cột mã hàng. Đây, ví dụ như các bạn muốn chèn bên trái các bạn sẽ chọn cái cột mã hàng ha. Rồi, mình sẽ vô cái phần insert ở đây. Các bạn chèn vô. Hoặc là các bạn click chuột phải,
chọn insert cũng được luôn nha mọi người. Nếu các bạn muốn xóa cột thì các bạn sẽ vô cái cột ở đây, bấm delete ở đây, hoặc là các bạn click chuột phải chọn delete ở đây cũng được luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ thêm cột lại ha. Rồi insert, mình sẽ đánh cái nội dung của cái cột đó là thời gian, nhập hàng. Ở đây nó hơi bị dài ha, mình sẽ wrap tag. Rồi bây giờ mình sẽ thêm một cái cột ở bên phải của cột số lượng tồn. Đây, tên nhân viên đó. Sau đó mình sẽ kéo cho nó rộng ra ha mọi người. Nhớ wrap tag nè. Thường thì khi mà các bạn đổ khung như vậy nè, đó, nó sẽ bị một cái vấn đề là nó sẽ không có giống mọi người. Thì mình sẽ ăn gian bằng cách là ví dụ như ô này trống này, đúng không? Đó, mình sẽ bấm mình lên C, xong mình bấm Ctrl D vô cái lại dọc, mình khỏi còn phải định dạng lại từng cái một. Vậy còn nếu mà cần thêm hàng thì sao? Cũng vậy nha mọi người, mọi người sẽ click cho cái vị trí mà mình muốn thêm mà ở bên dưới, sau đó mình bấm insert. Các bạn cũng có thể click chuột phải bấm insert. Muốn thêm nhiều hàng cùng một lúc thì các bạn có thể chọn nhiều hàng cùng một lúc, ví dụ đây mình chọn là 5 hàng, sau đó mình bấm insert. Rồi còn nếu mà không muốn thêm nữa thì mình sẽ xóa đi bằng cách mình bôi vô cái vùng mà mình cần xóa. Các bạn phải click cho cái phần xác ở bên đây nè, hoặc là cái ô ở trên đây này, nếu mọi người để ở đây các mọi người chọn không được ha, mình vô delete nè mọi người, hoặc là mình click chuột phải mình xóa đi cũng được. Rồi để mà ẩn hàng ẩn cột, ví dụ như cái cột nhóm hàng này mình thấy là nó không cần thiết, mình muốn ẩn nó đi thì mình sẽ chọn cái cột đó, sau đó mình click chuột phải mình bấm 2 thì cái cột đó sẽ được ẩn đi. Mình cũng làm tương tự với hàng, ví dụ như mình ẩn hai cái hàng này đi, mình click chuột phải mình bấm 2 nó sẽ tự động nó ẩn đi. Thì đối với những cái cột nó ẩn đi nó sẽ mất này, ví dụ như đây này, a mọi người sẽ thấy nó có một cái dấu đắp đắp ở đây nè, nếu các bạn muốn nó hiển thị lại các bạn có thể click hai lần như đây nó hiển thị lại, hoặc là các bạn có thể bôi đen hai cái vùng này đó, cái vùng bao gồm cái cột ẩn, click chuột phải chọn unhide. Tương tự như vậy dòng nó cũng sẽ có hai cái dấu nhấp ở đây, mình sẽ thấy như vậy mình sẽ click double vô nó sẽ tự động nó hiện ra, mình sẽ double click vô đây, mình sẽ double click vào cái dòng nó sẽ tự động nó hiện ra. Tiếp theo mình sẽ qua cái phần là cố định dòng và cố định cột. Ở đây cái bảng dữ liệu của mình chưa có dài á, ví dụ như mình có một cái bảng dữ liệu mà nó thiệt là dài ha, rồi mình copy xuống đây ha mọi người, mình bấm Ctrl C rồi bấm Ctrl V nè, đó, ví dụ như các bạn dữ liệu của mình nó dài cỡ như vậy đi ha mọi người, cái xong cái mình kéo lên là mình thấy không, mình sẽ không thấy được cái dữ liệu bên trên. Nhiều khi thực tế mà các bạn làm cái dữ liệu nó rất là dài nó sẽ không có đơn giản giống như là mình làm. Ví dụ thì đây, ví dụ đây một cái bảng dữ liệu dài như vậy ha, đó mình chỉ copy cho nó kiểu dài thôi để mọi người hình dung ha. Thì khi mình kéo lên kéo xuống thông tin mình xem sao được trọn vẹn, ví dụ như ở đây mình không thấy cái tiêu đề, rồi cái mình kéo qua đây mình xem thông tin thì mình không biết là cái dữ liệu đây nó của thuộc cái dòng nào ha, thì nó rất là khó. Cho nên là đơn giản nhất là mọi người sẽ cố định dòng cột bằng cách là mình sẽ vô cái phần view ở đây nè mọi người, đó nó sẽ có cái freezer band. Thì như mọi người thấy không, cái freezer band là cái ô này là cái ô đánh dấu nè, khi các bạn đánh dấu như cái ô màu xanh này nó sẽ cố định cho cái dòng bên trên ô màu xanh và dòng bên trái của ô màu xanh. Freezer top pro có nghĩa là các bạn sẽ cố định cho cái dòng đầu tiên, nhưng mà thường thì cái bảng Excel của mình nó sẽ có nhiều tiêu đề ở trên đó, cho nên là các bạn cố định dòng đầu tiên nó sẽ cố định cái dòng này chứ nó không sẽ cố định dòng tiêu đề. Rồi còn cái freezer first column là cố định cho cái cột đầu tiên, thì nhiều cái cột đầu tiên thường nó là số thứ tự cho nên mình cố định nó cũng không có hiệu quả, nên thường mình sẽ sử dụng cái freezer band này ha mọi người. Rồi ví dụ như ở đây bây giờ mình sẽ muốn cố định là lúc nào mình cũng sẽ nhìn thấy cái tiêu đề đúng không, thì mình sẽ đặt cái vị trí cái ô màu xanh của mình ở dưới cái tiêu đề. Tiếp tục mình sẽ muốn cố định đến chỗ cái phần tên sản phẩm nè, mình sẽ bấm vô đây, lúc này mình sẽ vô cái freezer band này, mình sẽ chọn freezer band. Rồi thì mọi người thấy không, đây mình kéo xuống dưới nó sẽ giữ nguyên cái ô này cho mình. Tiếp tục nếu mà mình kéo qua ngang đó, thì nó sẽ đặt cái phần dữ liệu cho mình ở đây thôi, nó sẽ vẫn có cái phần tên sản phẩm, thì mình sẽ biết là ở đây số lượng tồn này, giá bán, tên nhân viên là của cái phần thông tin của cái này. Các bạn có thể thay đổi cái này, nếu mà các bạn không muốn cố định nữa thì các bạn có thể vô cái freezer band này chọn unfreezer band, nó sẽ trở lại bình thường. Rồi trong khi mà các bạn làm việc các bạn sẽ có những cái thao tác bị sai, bị không đúng, ví dụ như vô tình ha, mình lỡ tay mình xóa cái chỗ này đi, rồi bây giờ làm sao, mình không nhớ cái thông tin đó, mình không nhập lại được. Vậy thì để mà quay trở lại cái này các bạn sẽ vô cho mình cái nút undo ở đây nè. Đó, mình sẽ bấm nó quay trở lại. Rồi nếu mà các bạn lỡ tay các bạn xóa hồi nãy đúng không? Bây giờ các bạn muốn quay trở lại một bước nữa nè. Đó, nó sẽ tức tức quay trở lại cho các bạn cái bước các bạn vừa mới làm sai. Nhưng mà mình nhớ là mình lố rồi, mình chỉ muốn quay trở lại cái bước này thôi, cái bước bị mất số này thôi, cái chỗ này mình không cần, thì mình thay vì mình phải làm lại cái thao tác hồi nãy là xóa, bấm delete, thì các bạn có thể là quay ngược lại đây. Đó, thì nó sẽ trở lại cái thao tác các bạn vừa mới trở lại. Thì hai cái phím tương ứng thì ví dụ như cái nút undo này trở lại thì các bạn có thể sử dụng phím Ctrl Z để các bạn quay trở lại này. Còn nếu mà các bạn muốn xóa cái thao tác các bạn vừa quay trở lại thì các bạn có thể bấm Ctrl Y, rất là tiện lợi ha. Hai cái nút này hầu như chúng ta có thể sử dụng được trong tất cả các vị trí của Office, ví dụ như là Word, Excel, PowerPoint, thậm chí là trong Windows hay là Photoshop cũng đều sử dụng được ha mọi người.
Rồi, tiếp theo mình sẽ qua một cái nữa đó là lọc dữ liệu ha mọi người. Rồi, đầu tiên để lọc dữ liệu thì mình sẽ bôi đen cái phần tiêu đề ở đây ha. Sau đó mình vô data, chọn filter. Lúc này nó sẽ hiện cho mình những cái dấu mũi tên ở đây ha mọi người. Và cái dấu mũi tên này nó sẽ là cái bộ lọc ha. Ví dụ như đây này, nhóm hàng mà mọi người thấy nhiều dòng không? Nó sẽ tách cho mình là ở đây nó chỉ có 4 nhóm hàng thôi. Tương tự như vậy, ví dụ như là giá bán hay số lượng đi, nó sẽ có những cái nó giống nhau. Ví dụ ở đây có 2 cái 20 nè, đó. Nhưng mà trong đây nó chỉ cho mỗi giá trị là only one, là nó cho mỗi giá trị là duy nhất thôi ha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ lọc dữ liệu cơ bản ha. Ví dụ như bây giờ mình muốn lọc các ô thuộc nhóm hàng rau củ đi, mình sẽ vô phần nhóm hàng nè mọi người, đó. Mình sẽ chọn select all là hiển thị tất cả, mình sẽ bỏ. Mình sẽ chọn là nhóm hàng rau củ ha mọi người. Bấm ok. Và sẽ lọc cái ô dữ liệu điều kiện tiếp theo là số lượng tồn của nó là những cái mà lớn hơn hoặc bằng 30. Đây, mình vô đây mình coi này, cái nào lớn bằng 30, 32 à. Đúng, ok. Thì mình sẽ được kết quả như thế này. Để mà bỏ cái bộ lọc này nhanh nhất thì mọi người hãy chọn cái tiêu đề này, sau đó mình bấm filter một lần nữa, nó sẽ trả lại giá trị gốc cho mình. Ngoài cái việc check thủ công như vậy, các bạn có thể check hàng loạt. Ví dụ như cái phần số lượng tồn nè, và mình bật lại bộ lọc ha. Cái phần số lượng tồn nè, thay vì các bạn tách vô đây đi. Ví dụ mình yêu cầu bây giờ là tìm những cái hàng tồn có số lượng hàng tồn là nhỏ hơn 30 ha mọi người. Thì mình tích cho số lượng tồn nè, thay vì mình bấm là 10, 16, 19, 20, 15. Ví dụ thay vì mình check vô là, thay vì mình bỏ cái check thì mình bấm là 10, 16, 19, 20, 20, 23, 25 là nhỏ hơn rồi, 30. Rồi cái này 32 lớn hơn, đúng ok. Nó sẽ hiển thị như vậy đúng không? Mình sẽ có một cái cách nhanh hơn. Có nghĩa là thay vì làm như vậy đúng không? Rồi bây giờ mình muốn trả lại cái bảng cũ, mình sẽ chọn select all nha mọi người, bấm ok. Rồi, mình sẽ vô cái số lượng tồn lại một lần nữa. Sau đó mọi người thấy number filter đó, mình sẽ chọn đây có equal là lọc những giá trị bằng, không bằng, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, hoặc là ở giữa, khoảng cách giữa hai cái số. Ví dụ như đây mình sẽ chọn less than đi ha. Thì cái này nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng. Mình sẽ chọn ở đây là 30 nha mọi người. Rồi mình bấm ok. Đây thì tất cả những cái số lượng tồn nhỏ hơn hoặc bằng 30 nó sẽ hiện ra ở đây ha mọi người. Còn mà để xóa được cái bộ lọc thì các bạn vô đây rồi bấm vô filter một lần nữa thôi. Mình bật lại nha. Đây các bạn hoàn toàn có thể là sắp xếp cái dữ liệu ha. Nhưng mà trước khi sắp xếp dữ liệu thì các bạn nên là đánh số thứ tự để mình có thể có mình sắp xếp lại cái dữ liệu ha. Ở đây các bạn thường đánh số thứ tự, các bạn đánh 1 nè, 2, 3. Sau đó các bạn kéo xuống. Đó. Rồi nhớ canh giữa ha mọi người. Phần khung này á, mình sẽ kéo xuống để cho cái đường viền ở bên dưới nha. Rồi. Sau khi các bạn đánh số tự để mà các bạn xác định được cái vị trí của những cái ban đầu thì bây giờ mình sẽ sắp xếp. Ví dụ như mình sẽ sắp xếp số lượng tồn đi. Mình sẽ sắp xếp là số lượng tồn từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ bấm là sort to smallest to largest. Này, nó sẽ sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Hoặc là các bạn làm ngược lại, sắp xếp dữ liệu từ lớn đến nhỏ. Ngoài ra các bạn có thể sắp xếp dữ liệu theo tên. Ví dụ như tên sản phẩm mình sắp xếp từ A đến Z đúng không? Mình vô cái bộ lọc nè, mình sẽ bấm sort A to Z. Đó, nó sẽ sắp xếp cho mình là B này, C này, D này, H này, K này. Rồi nếu mà sắp xếp từ Z to A nó sẽ làm ngược lại. Thường thì để mà bỏ cái sắp xếp dữ liệu thì mình sẽ sắp xếp lại theo số thứ tự cho mọi người. Mình sẽ bấm smallest to largest thì mình sẽ ra được cái số thứ tự đầu tiên ha. Rồi vậy là mình đã xong cái phần đầu tiên, đó là những cái thao tác cơ bản đầu tiên dành cho người mới bắt đầu nha. Thì qua tới bài số 2 thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái phần định dạng dữ liệu, sau đó là mình sẽ sử dụng hàng để mình tính toán và làm báo cáo ha. Mọi người nhớ vô cái phần miêu tả của video để download các bài tập thực hành trong Google Drive nhé. Trong phần này thì mình sẽ để là B1.1 và B1.2 là những cái bài mẫu mà mình đã làm trong cái video này, và mình sẽ để các bài thực hành 1 và bài thực hành 2 để cho các bạn làm nha. Trong cái phần đây thì mình sẽ có sẵn những cái miêu tả, những cái nội dung này các bạn hoàn toàn có thể in ra để mà mình xem và tham khảo cũng như là theo dõi cái bài giảng của mình được tốt hơn nha. Hy vọng những thông tin mình chia sẻ với mọi người sẽ hữu ích. Follow kênh của mình để biết thêm nhiều mẹo hay hơn nha.